thấy em bé đứng ngoài đường không ai trông, đám trẻ đi ngang có hành động đáng khen. Mới đây một nhóm bạn nhỏ trong lúc đi học thêm về, ngang qua một ngôi nhà đã nhìn thấy cổng nhà thì mở lớn. Một em bé đang đứng một mình trước cổng, nhìn ngó xung quanh không ai trông giữ. Sau khi dừng lại vài giây và bàn bạc với nhau, nhóm bạn nhỏ đã tiến tới, kêu em bé đi vào trong sân, sau đó đóng lại cánh cổng nhà. Không những thế, người bạn nhỏ còn ân cần khóa cổng lại để tránh trường hợp em bé lại có thể tự mở cổng để đi chơi. Hành động tử tế, người tốt, việc tốt của nhóm bạn nhỏ đã nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người còn đề nghị tìm các bé để trao thưởng và tuyên dương. Một số bình luận được mọi người để lại: kinh nghiệm đầy mình thế này chắc là chị hai trong nhà rồi. Một nhân cách tốt được tạo ra từ gia đình tốt. Gặp mấy đứa sớm mình là đều đi chơi đến chán mới đem về trả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.